là mình đạt được điểm cao trong các bài thi về từ vựng thì mình rất là tự tin là mình đang biết tiếng Anh rồi. Cho đến khi mà mình bắt đầu mình lên đại học thì mình cảm thấy là khi mà thầy cô giảng bằng tiếng Anh đối với mình đó là một con số zero. Mình không có nhớ gì, mình cũng không có nghe được. Từ đó mình mới nhận ra rằng thật ra mình rất yếu các phần là về listening và pronunciation. Thì đó là lý do mà mình lựa chọn một cái trung tâm là Western English để mình trau dồi cái kỹ năng này. Mình chấm Western English thang điểm 8/10. Thầy cô và các bạn á, chủ yếu là nói chuyện bằng tiếng Anh, và mình rất là ngưỡng mộ cái sự mà các bạn dùng tiếng Anh để giao tiếp. Hầu như không có trung tâm nào bạn bắt buộc phải ôn luyện bài trước khi lên lớp, nhưng mà Wall Street bắt bạn bắt buộc phải có một cái thời gian tự ôn luyện trước khi lên lớp. Điều đó giúp cho bạn thứ nhất là củng cố về mặt từ vựng và ngữ pháp, thứ hai là cho bạn những cái tình huống giao tiếp rất là thực tế để bạn có thể vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hầu như chất lượng giáo viên rất là đồng đều và giáo viên đều là giáo viên bản ngữ. Bạn sẽ không hình dung được bạn giỏi tiếng Anh như thế nào cho tới khi bạn có một cuộc meeting với những cái người ở bên Tây Ban Nha. Cái khả năng tiếng Anh của họ nó nói rất là nhanh, rất là dính chữ, nhưng mà mình hoàn toàn có thể hiểu được và mình trao đổi được với họ, thì mình cảm thấy bữa nay cái khả năng tiếng Anh của mình nó cũng đã lên một cái tầm cao mới. Mình trao đổi với sếp, trao đổi với đồng nghiệp bằng tiếng Anh, mọi người hiểu những gì mình nói và mọi người hiểu những cái gì mà mình thuyết trình hoặc là mình trao đổi, thì đồng thời mình cũng hiểu được ý của các sếp là cái gì, thì như vậy công việc của mình nó trở nên trôi chảy hơn. Nhưng mà thành tựu lớn nhất đối với mình đó là mình được công nhận trong công việc bằng cái khả năng tiếng Anh của mình. Học tiếng Anh là một điều dễ dàng, mình làm được thì bạn cũng sẽ làm được. Chọn Wall Street English, tự tin nói tiếng Anh.